tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái bộ tranh A4 của Diễn Trần. Bộ tranh này bao gồm 4 tờ và kích cỡ là khổ A4 và nó có hai mặt đều in màu các bạn ạ. Được ép plastic rất là cứng. Đấy, rất thuận tiện để các bạn tra cứu và các bạn có thể sử dụng nhiều ngày, nhiều lần mà không sợ nó quăn những cái tờ tranh này tại vì nó được ép cứng rồi. Thì nội dung của những tờ tranh này nó phản ánh cái gì? Thứ nhất là tờ tranh này nó hình là đồ hình ngoại vi âm dương và huyệt chính diện. Thì nó rất thuận tiện là gì? Trên các đồ hình huyệt này nó hiện ngay ra số huyệt cho chúng ta biết. Ví dụ đỉnh đầu 103, rồi cùi chỏ là 98, cổ tay là 130, 100, rồi lưng là 1, rồi 156. Như vậy là gì ạ? Thay vì bình thường chúng ta phải tra xem cái bộ phận này huyệt của nó bao nhiêu, người ta gọi là bộ vị đấy ạ. Thì bây giờ mình nhìn vào đây là mình biết ngay. Ví dụ bây giờ đau cùi chỏ bấm vào huyệt bao nhiêu, mình biết ngay đó là huyệt 98. Đau đỉnh đầu là có huyệt 106. Đau thắt lưng là có huyệt số 1. Như vậy nhìn vào hình này mình vừa thấy được đồ hình phản chiếu, vừa thấy được các huyệt. Đó, thì bây giờ mình nhìn ra mặt sau của tờ này. Mặt sau tờ này là tất cả đồ hình nội tạng này, đồ hình nội tạng xuôi và đồ hình nội tạng ngược. Và đồng thời tương đương với các vị trí này có các huyệt đi kèm. Như vậy giúp cho những người mới học ấy rất dễ nắm bắt, hoặc những người đang làm rồi chỉ cần nhìn cái tờ này ở trên bàn là chúng ta có thể là làm được cho bệnh nhân. Và bên cạnh là có ghi chú các vị trí của các cơ quan. Đó, đấy là tờ thứ nhất các bạn ạ. Tờ thứ hai, tờ thứ hai này thì chính là phác đồ phản chiếu 12 đôi dây cận thần kinh sọ não. Ở đây có liệt kê ra các huyệt này, và đây là các huyệt tương ứng với cả 12 đôi dây này. Và đằng sau này có chú giải tác dụng của từng huyệt là gì. Ví dụ 197 liên hệ với thần kinh khứu giác, mang các thông tin từ mũi đến trung tâm khứu giác, tác dụng làm sáng mắt, chấn thống, làm ấm vùng đầu gối, chủ trị các bệnh về mắt, mũi, đau gối, lạnh gối, viêm mũi dị ứng. Chúng ta nhìn sang đây chúng ta biết ngay đây là huyệt 97 ở đây, đúng không? Tương tự vậy cho các huyệt khác thì các bạn nhìn vào đây, các bạn tra cứu đây. Người ta đôi khi người ta chữa bệnh người ta chỉ cần nhìn vào và người ta chỉ bấm một huyệt ở trong 12 đôi dây thần kinh này là tác dụng rất là lớn rồi. Ví dụ ở đây có một cái dây thần kinh nữa liên quan đến thằng dây thần kinh vận nhãn này. Đấy, đây, 184 liên hệ thần kinh vận nhãn trung. Như vậy tất cả những bệnh liên quan đến vận nhãn, liên quan đến mắt là các bạn đều có thể bấm được cái huyệt này, đúng không nào? Đó. Rồi. Thì các bạn, đây là cái tờ liên quan đến các đốt của cột sống. Đó. Các đốt cột sống thì ở đây người ta liệt kê cho mình mỗi một cái đốt cột sống ấy thì nó sẽ liên quan đến cái dây thần kinh nào. C1 cung cấp máu cho đầu, tuyến yên, xương mặt, não, tai, trong tai, vân vân. Thì mình sẽ tác động vào đốt cái đốt sống đó, và toàn bộ các đốt sống chạy theo cột sống lưng từ C1 đến C7 này, và từ 10T đến 12T và 1L đến 5L. Đấy, đúng không ạ? Ký hiệu hết ở đây rồi. Và các bạn nhìn đây các bạn sẽ thấy. Rồi tiếp theo đây là các đốt da để cho chúng ta tác động vào, đúng không ạ? Rồi tiếp theo cái phần này là giờ vượng tạng phủ các bạn ạ. Giờ tận tạng phủ. Ví dụ từ 3 giờ 5 giờ là giờ của gì? Giờ của phế. Thế thì mình sẽ bấm vào cái huyệt nào? Huyệt 3, huyệt 61, huyệt 13. Đây là ba cái huyệt của phế. Nếu như đúng vào cái giờ này mà cái bệnh nó khởi phát, nó bị đau nhất thì mình sẽ bấm vào ba cái huyệt này để chủ trị, tại vì cái giờ đấy là giờ của phế chủ trị. Tương tự vậy cho các bộ phận khác. Ví dụ cái bệnh này nó khởi phát mạnh mẽ nhất vào lúc 9 giờ đến 11 giờ, mình tra vào đây mình biết ngay đây là huyệt 37, huyệt của 40, huyệt của tỳ, thì mình cũng bấm vào hai cái huyệt này để trị cho cái bệnh đó, đúng không ạ? Tương tự vậy cho các bộ phận khác. Các bạn nhìn vào đây thì đây là ngũ hành sinh khắc đồ. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy những cái phần tương sinh và tương khắc, và mỗi một cái tương sinh tương khắc ấy, mỗi một cái bộ phận ấy, mình đều có các huyệt tương ứng, đúng không ạ? Ví dụ hỏa là tim, là tâm tim, thì đây là các huyệt liên quan đến cái thằng này, đúng không ạ? Tương tự vậy cho các bộ phận khác. Như vậy là cái bộ 4 bức tranh A4 này giúp cho chúng ta tra cứu các huyệt được dễ dàng hơn, và cái này nó rất là căn bản nhất mà mình hay ứng dụng trong diện trần. Chúc các bạn sẽ sử dụng cái bộ tranh này một cách hiệu quả và nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.